lại với gia đình nhỏ. Các bạn ơi, hôm nay tôi chia sẻ cách làm giấm chuối đó các bạn, rất là đơn giản luôn các bạn. Trước đây tôi cũng có ra cái video rồi, và một cái video là không có dùng chuối đó các bạn. Nhưng mà tại vì có nhiều bạn nói là cũng thắc mắc nhiều thứ đó, thành ra giờ sẵn hôm nay tôi chia sẻ lại để cho rộng đường luôn đó các bạn. Thì cái nguyên liệu chính của tôi, chính hôm nay thành phần á là của tôi có chuối. Chuối này có người gọi là chuối sim, có người gọi là chuối sứ, thành ra nói chung là không biết chuối gì. Rồi để tránh mất thời gian của các bạn á, thì tôi đã cắt sẵn ở đây hai trái chuối rồi các bạn. Tôi thường tôi thích ép hơn là cắt, nhưng mà vì gì để vào một cái hũ nhỏ như vậy á thì ép miếng nó không có được tiện. Đây nè các bạn, đây là cái hũ giấm mà tôi làm ngày 22 nè các bạn. Tôi có ghi nè, 22 tháng 11 2021. Thì sau khi tôi làm được một tháng á, thì tức là 4 tuần lễ đó các bạn, thì nó đã chua và tôi có chuyện cần dùng á các bạn. Tôi đã xớt ra hết phân nửa đi, thì sau đó tôi cũng cho bao nhiêu đường bao nhiêu rượu nước vô đó các bạn, thì nó đã chua sẵn rồi. Thành ra có 2 tuần lễ sau, tức là tới hôm nay á, là nó chua quá chừng luôn các bạn ơi. Để mở ra các bạn xem nha. Để tôi thử một miếng rồi. Đây nè. Nó chua ái mà nó thơm, nó dịu lắm các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ơi. Cái này mình còn lẹ hơn nữa, mình không có con giấm mà mình vẫn làm giấm chua thanh luôn á các bạn ha. Thì bây giờ để tôi múc lên cho các bạn xem nè. Tại vì thường các bạn có nhiều người nói sao tôi làm hay bị nổi mốc chị ơi này kia cái nọ. Ra bây giờ tôi làm cái này tôi múc lên cho các bạn xem ha. Đó, cái có cái những cái miếng chuối nó đậm màu á là tôi bỏ vào đây là ngày 22 tháng 11 2021, tức là tới nay là được 1 tháng rưỡi. Còn mấy cái miếng chuối như vậy nè là tôi mới bỏ vào có 2 tuần nay. Đó, mấy miếng chuối mà nè, nhưng mà hoàn toàn không có mốc nha các bạn, đâu có mốc gì đâu ha. Ở dưới đây đã có hình thành những con giấm con nó lợn cợn rồi đó các bạn nè, hoàn toàn không có mốc luôn, cả chuối mới và chuối cũ ha. Cái chuối cũ này là 1 tháng rưỡi, còn cái chuối mới là nửa tháng đó các bạn. Thì giờ tôi chia sẻ cách làm này lại, tại vì đúng ra tôi cũng không có chia sẻ nữa, tại vì mình đã có 2 cái video làm giấm giấm rồi, một cái giấm chuối, một cái không có dùng chuối. Nhưng mà do hôm nay gần Tết là tôi làm để trong nhà tôi có sử dụng này kia đó các bạn. Với cái hũ giấm cái này nó cũng chua rồi, cần phải sang ra đó. Thành ra sẵn này cũng chia sẻ với mọi người luôn thể. Bây giờ để làm ra được một cái hũ như thế này thì giờ coi như hai bước. Cái bước đầu tiên là bước 1 đi. Đang để làm ra được một cái hũ giấm như thế này thì ở đây là tôi có 50g đường. ml nước sôi, đun sôi để nguội rồi nha các bạn. Bây giờ đầu tiên tôi cho chuối vô đây đi các bạn. Chuối này chưa có đường, chưa có gì hết á, đầu tiên cho vô đây đi. Tại vì để tránh mất thời gian á nên tôi cũng tại mất thời gian nhiều khi video nó dài quá đó, rồi nhiều bạn lại không có kiên nhẫn lại nói là thành ra tôi làm sẵn vậy ha các bạn ha. Rồi thì ngoài ra cái rượu để có thì cái rượu này nè các bạn, rượu bình thường thôi, nhà tôi hay sử dụng rượu này thì tôi lấy rượu này thôi, chứ tôi không có cái rượu gạo gì hết đó các bạn ơi. Cái rượu này là rượu nếp á các bạn. Thì giờ tôi cho vô đây 100ml. Nếu mà các bạn không có cái đồ lường giống như của tôi thì các bạn có thể lấy một chén lưng lưng là cũng được nha các bạn, cũng không cần chính xác lắm, nhưng mà mình đưa ra cái số lượng vậy thôi, chứ ít hơn chút hoặc hơn nhiều hơn chút cũng không có hề gì. Giờ tôi cho vào đây.
Rồi cái này là 50 gram đường đó các bạn. Giờ 50 gram đường này á, là tôi sẽ cho vào cái 200ml nước đun sôi để nguội này. Cũng lưu ý với các bạn là tôi dùng keo thủy tinh, và cái keo này tôi đã rửa sạch phơi nắng cho ra khô ráo hết rồi nha các bạn. Những cái thìa, những cái muỗng đĩa gì của tôi là đều sạch sẽ ha, không có được dính muối, dính dầu, dính bánh hay là dính bơ, dính bất cứ thứ gì nha các bạn. Thì mình giữ sạch sẽ những cái dụng cụ này thì cái thành công của mình làm giấm nó sẽ được cao hơn đó các bạn. Rồi giờ tôi hòa cái đường này cho tan ra. Với lại cái chuối này đó mình cũng đừng có mua một cái này, cũng hơi mùi thôi chứ đừng có mùi lắm. Tại vì nếu mà mùi quá nó bị dập, nó bị hỏng á, thì giấm nhiều khi cũng khó mà thành công lắm các bạn ơi. Mua chuối dừa chín tới vậy thôi, hơi mùi một chút thôi. Trong cái ly này là 50g đường. Nếu mà các bạn không có cái đồ cân thì các bạn lấy hai cái muỗng canh vậy là được rồi. Các bạn nhớ ấy cho cái chuối nó tách ra nha, để đừng để cho nó dính lại, tách nó ra cho nó dễ thấm vào hơn á, dễ thấm hơn á. Đúng ra là tôi ép á, tôi thích ép lắm, nhưng mà tại vì do cái hũ nó nhỏ đó ha. Các bạn nhớ tách cái chuối ra ha. Rồi coi như là ở đây á, là mình sau cái đây á, là mình đậy lại, lấy cái này bịch đỡ đi ha. Rồi các bạn để khoảng 4 tuần lễ là nó đã lên chua rồi nha các bạn ha. Thì bây giờ mình làm tiếp cái bước 2 à, ha. Đó. Rồi mình cứ để đây thôi, để chỗ thoáng mát là được rồi, tránh ánh nắng mặt trời ha các bạn ha. Giờ mình làm tiếp cái bước 2. Ở đây tôi có cái hũ thủy tinh này, thì cái hũ này tôi cũng đã rửa sạch sẽ và phơi nắng cho khô ráo rồi nha các bạn. Thì ở đây là tôi có, để tôi châm vào đây 2 lít nước này, nước đun sôi để nguội. Mỗi một cái ca như thế này là 500ml ha các bạn ha. Rồi ta cho 2 lít tức là 4 ca đi ha. Hai ca rồi đó các bạn. Ba. Sao cái này bây giờ cái nửa cái lít này đó thì tôi cũng sẽ cho 50g đường thôi. Thì chắc các bạn cũng thắc mắc lần sau mà cái này nó nhiều tới 2 lít nước mà có 50g đường, mà cái này nhỏ ít xíu vậy cũng 50g đường là cái này, tại vì mình gây cái chua nó ban đầu nó phải nhiều đường chút ha. Còn bây giờ cái này nó đã có chua, cái nửa chút nữa tôi sẽ cho cái giấm này vô, nó đã có chua sẵn rồi, ra đèo đường mình cho ít thôi. Coi như cái này là bước 1 đi, gọi này qua bước 2 nè. Rồi ta cho vào đây. Cái rượu này mình cũng đông khoảng 100ml rượu thôi các bạn ơi.
tiêu chuẩn nó nhiều đó. Mà thí dụ là ít hơn chút, thí dụ mấy các bạn còn non chút hoặc là hơn chút cũng không có sao hết ha. Mình đưa ra cái định lượng vậy thôi chứ không nhất định là phải đúng chân ha. Giờ giống như này còn dư miếng là tôi đổ ở đây hết luôn đó ha. Rồi những cái giá cái muỗng đồ cho vào đây là đều sạch sẽ khô ráo hết nha các bạn. Cái keo thủy tinh này cũng là phơi nắng xong rồi đó, ráo á. Rồi bây giờ ta bưng cái này ta đổ vô đây. Cái giấm này chua lắm rồi, giờ mình ấy cái này là tổng cộng cái hũ này là 1,5 tháng đó các bạn, là chua lắm rồi. Đang bây giờ mình ấy vô đây chừng khoảng 2 tuần lễ là chúng ta có giấm sử dụng rồi đó ha. Từ 2 tới 3 tuần thôi. Này không có cần con giấm các bạn ơi. Còn nếu mà các bạn ấy để khoảng 3 tháng tới mấy tháng thì sẽ có con giấm. Chứ còn nhiều người nói 2-3 tuần có con giấm thì cái đó là con giấm rất là mỏng, rất là nhỏ. Rồi bây giờ tôi cho cái chuối này qua đây luôn. Thành ra trong cái hũ lớn này tôi không có bỏ chuối các bạn ơi ha. Giang quay cho lúc mẹ thả chuối vô cho anh. Các bạn nhớ là khi mà chúng ta cho giấm vào đây thì chúng ta cũng chừa một khúc vậy nè, cái khoảng không khí nha các bạn. Có thể là các bạn sẽ đổ lên tới đây cũng được ha, nhưng mà đừng có bít lên tới đây quá ha, là không khí trong này không có, là giấm nó lâu chua mà nó cũng lâu hình thành con giấm các bạn ơi. Mình cho nó hở như vậy hoặc là các bạn thêm chút nước nữa lên tới đây là được rồi ha. Thì giống như cái hũ này tôi cũng cho nó lưng vậy nè. Nó lưng vậy đó các bạn, chứ nó đâu có đầy lên, mình chừa cái khoảng không khí ở trong ha. Rồi bây giờ ta đậy lại. Với lại lưu ý các bạn một điểm nữa là trong này là chuối rồi đường đồ này kia nó ngọt đó, thành ra đề cũng phải đề phòng mấy kiến nha mấy các bạn, để ý một chút hay lưu ý nha. Còn không ấy thì cùng lắm là lấy băng keo quấn bịch lại cho kiến đựng bò vô thôi, chứ tôi thì tôi không có thích, thật sự tôi không có thích là bít băng keo lại, tôi chỉ muốn đậy lại hờ vậy thôi ha. Còn cái này một chút nữa thì tôi sẽ lấy cái cây kim hay cái cây gì, nói chung cây tâm gì tôi xôi nó chừng 2-3 lỗ nhỏ nhỏ thì cho nó thoát cái hơi chút là được rồi. Đằng nào nó chua lên thì các bạn đậy hẳn lại, thí dụ nó chua lên thì ta lấy đâu ta đậy hẳn lại vậy ha. Còn bây giờ nó chưa thì chút nữa tôi sẽ xôi 1-2 lỗ ở đây. Cái chuối cái màu đậm là 1,5 tháng, còn cái chuối mà còn trắng là bỏ vô đây đã 2 tuần, tức là nửa tháng nay đó. Mà không có cái nào nổi mốc hết đó các bạn ơi, không có mốc. Các bạn cứ làm những cái hũ, những cái dụng cụ đồ sạch sẽ là không bao giờ bị mốc nha các bạn. Mà cái vị chua nó chua ái đó, nó thơm ngon lắm các bạn ơi. Giấm chuối của mình á, tuy nó hơi đục nước một chút nhưng mà ăn rất là ngon. Không nhất định là trong chi, nhưng mà nếu mà các bạn muốn trong thì các bạn để chừng vài tháng, lâu hơn nữa từ từ nó lóng xuống thì nó sẽ trong thôi. Thì qua cái buổi chia sẻ mà làm giấm của tôi á, là không cần con giấm cái đó, là tới đây là tôi xin kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những lần sau.